Dục nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo và lòng yêu nước cho học sinh là một trong những nội dung luôn được các trường học quan tâm thực hiện. Mỗi trường thì có những giải pháp cách làm khác nhau, nhưng tất cả đã tạo sự hứng thú trong học tập, thu hút học sinh tham gia tìm hiểu, qua đó góp phần hôn đúc thêm tình yêu thương đối với biển đảo quê hương trong thế hệ trẻ. Nhận thức được điều đó, có một ngôi trường nằm ngay trên địa bàn ven biển của quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã cho ra đời một mô hình và một cách giáo dục tình yêu biển đảo cho các em học sinh rất sinh động trong suốt năm học vừa qua. Hy vọng trong năm học mới sắp đến, mô hình này sẽ được lan tỏa đến các trường trên địa bàn thành phố. Nếu ai có dịp đến trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, thì sẽ thấy ngay mô hình phòng trưng bày Biển đảo Việt Nam, Đại dương xanh, tương lai xanh được đặt ngay trong khuôn viên nhà trường. Cột mốc khẳng định chủ quyền Trường Sa. Bản đồ Việt Nam được làm từ những viên sỏi nhiều màu ghép lại. Hay những con thuyền của các ngư dân và của Hải quân Việt Nam thu nhỏ. Tất cả với mục đích tuyên truyền trực quan cho học sinh về chủ quyền biển đảo Việt Nam, nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, giáo dục lòng yêu nước cho các em học sinh. Đối với các em học sinh tiểu học, giáo dục cho các em tự hào về truyền thống biển đảo của quê hương, đó là một cái điều rất là cần thiết đối với các em. Do vậy nên là chúng tôi đã xây dựng một cái mô hình biển đại dương xanh. Thì ở mô hình này chúng tôi đã trưng bày cho các em rất nhiều mô hình nhỏ để mô phỏng về một vùng đại dương, trong đó có cột mốc Trường Sa. Đây để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Các em được biết thêm về những cái hoạt động ở trên biển của các chú bộ đội, của các ngư dân qua những cái hình ảnh tuy nó nhỏ thôi nhưng rất là phong phú. Thì đây cũng là một cái mô hình giáo dục các em rất là tốt đối với trường tiểu học. Đều đặn hàng tuần vào các giờ ngoại khóa, các giờ dạy lao, các cô thầy đưa học sinh luân phiên của các khối lớp vào phòng trưng bày để giới thiệu thông tin về đất liền, đường biên giới, biển đảo Việt Nam, về sự hy sinh của các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Nhờ hình thức tuyên truyền này đã giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức lịch sử, địa lý, khơi dậy trong mỗi học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước, nhất là biển đảo. Tôi rất là vui khi mà nhà trường đã đưa mô hình biển đảo quê hương để vào trong việc là hoạt động trải nghiệm cho học trò. Đó cũng là một cách để tuyên truyền tới các em về chủ quyền biển đảo quê hương, phát huy tinh thần yêu nước, cũng như là một cách để tuyên truyền tới học sinh và các bậc phụ huynh hiểu về chủ quyền biển đảo quê hương của chúng ta, ra sức giữ gìn biển đảo, thể hiện tình yêu của mình đối với đất nước. Qua học tập và mô hình, em càng hiểu rõ thêm về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Em càng biết ơn các chú bộ đội đã ngày đêm bám biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua việc học tập và qua các mô hình trên, giúp em thêm yêu và tự hào về chủ quyền của biển đảo Tổ quốc Việt Nam. Và từ đây, em xin hứa em cùng các bạn sẽ luôn giữ gìn và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam luôn tươi đẹp hơn. Đưa mô hình này vào trong trường học, hơn ai hết, ban giám hiệu nhà trường tin rằng nếu được trang bị đầy đủ hành trang, kiến thức, những kỹ năng bảo vệ tài nguyên môi trường, hải đảo, thì những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ là một lực lượng hùng hậu trong mọi hoạt động tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.